Vâng, xin trân trọng gửi tới tất cả các quý vị và các bạn yêu thích những con chim ở ngoài thiên nhiên. Thì đây là một đôi uyên ương mình đã nuôi từ nhỏ cũng rất là thuần rồi. Đấy, các bạn thấy là cái đuôi dài của nó rất là dài. Riêng cái đuôi của nó dài tầm khoảng 40 cm và người của nó khoảng 20 cm. Con chim này nếu mà nó bậu này lúc nào nó lông đuôi nó cũng phải chạm vào đầu bên kia lồng. Đấy. Đấy thì đây thì mình gọi là con chim uyên ương. Một số ở vùng miền thì gọi thì nó gọi là con chim phượng hoàng lửa hoặc là con phượng hoàng đất. Thì và màu lông của con chim này thì rất là sặc sỡ, yếm đen như chim chè than. Và đặc biệt là mỏ vàng tươi, chân vàng tươi. Và nó bắt chước một số những con chim khác hót. Ví dụ như nó hót có thể là nó như là chè than. Đó. Thế các bạn thấy là nó cũng ăn cám rất là thuần thục rồi. Và các bạn nuôi cái loại này hiện giờ thì không phải cho ăn khác ngoài cám. Còn nếu các bạn có thịt, có côn trùng thì chúng rất tốt. Đấy là đôi uyên ương này. Và mình đăng cái clip này là đôi uyên ương để để lại cho ai đó nuôi sinh sản hoặc là có nhu cầu nuôi. Và đôi uyên ương này mình đang bán với giá là 800.000. 800.000 một đôi này. Hôm nay thì cũng đầu tháng 11 mình đăng clip này. Hy vọng là các bạn nào có nhu cầu hoặc có thể là biết cái thông tin này chia sẻ qua cái kênh mạng xã hội để biết những ai yêu thích sinh vật cảnh, chim cảnh. Và các bạn hãy quan tâm và cũng như là đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay. Cuối video xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm và hẹn gặp lại các bạn video khác. Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.